Dạ ở đâu? Gần đây hả? Là hôm nay đến đây lần thứ mấy để chụp hình ở đây à? Dạ. Lần thứ mấy con đến đây để chụp hình á? À? Dạ lần đầu tiên. Ủa ở đây chú thấy này là có lâu rồi mà sao đến trễ à? Dạ tại con bận học. À bận học nay cuối tuần được nghỉ. Và mà cái này con biết đây là con biết trên mạng hay là con dạ, đi ngang thấy? Biết trên mạng. À năm nay con học lớp mấy à? Dạ lớp 9. 9 à? À giờ chúc con đi chơi vui vẻ ha. Dạ. Đa số những người ta đến đây, người ta đều chụp những tấm hình ở cúp show Hàn Quốc không cả nhà. Tại vì chỉ có mới có năm nay là năm đầu tiên các chủ vườn ở Đồng Tháp nhập về loại cúp mâm xôi Hàn Quốc này. Bông nó nhìn rất đẹp luôn cả nhà. Trong vườn thì rất là nhiều loại hoa nhưng mà đa số là người ta chỉ thích chụp loại hoa này không. Đó, rất là nhiều người đây vô đây là ta chỉ lại chụp một loại hoa này. Tại vì loại hoa này đẹp nên ai cũng thích. Đây cũng là năm đầu tiên của Đồng Tháp nhập loại cúp mâm xôi luôn. À, lúc trước là những loại chậu cúc hôm sau thì được trồng ở bên đây nè cả nhà. À, lúc trước là những chậu cúc hôm sau thì được trồng bên đây. Rồi bây giờ người ta đã di chuyển đem vào bên trong. Thì để bây giờ mà cả nhà chúng ta đi ra phía sau. Do phía sau tham quan tại vì ở phía sau còn nhiều hoa lắm cả nhà. À, chúc mừng cả nhà, đây là những chậu cúc mâm xôi của Hàn Quốc, nó có nhiều màu sắc cả nhà. Đây là 5-6 màu, màu tím, rồi màu vàng, màu đỏ, nhiều màu lắm cả nhà. Chỉ còn không bao lâu nữa thì những chậu cúc mâm xôi của Hàn Quốc này sẽ được di chuyển hết luôn. Thì chỗ những chỗ này sẽ chấm vắng luôn đó nha. Tại vì hiện giờ là đang di chuyển. Đang di chuyển đem ra ngoài lễ, để mà lễ hội, để mà trang chiến rồi đó. Xích đợi chung đây chụp. Chụp đây nha. Hả? Đó, vậy đi, vậy ngon á. Nè, trước chưa rồi, dòm nha, tại vì mà trước chưa ấy. Trước chậm lắm, dòm cái được. À, rồi, chút. Đập. Một xíu hồi chờ một phát ở trên thì sáng. Lại mượn cho mượn xe của Hào, không biết bù đó xe đó lấy xe 2 tầng. Lấy chậu lại đi. Sao không tự má chạy lấy xe hàng đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bơm được bơm nào hay là giá. Rồi. Để cho bộ cái hả? Ăn
không có cái chỗ khác đâu. Cái chậu nào á, chậu đi chụp nè, đó, đây, đây. Anh đi anh lấy ra cho lấy xe xác vô đó, còn cho xe kia ra. Cái gì vậy? Cái con á, giảm hỏa. Xe này có bao chưa? Trên 4 chứ bà hả? Quên 32. Ủa? Ờ, 32, 24. 24. Vậy ở trên mới 32 hay gì á? Đang nằm 7-8 trên 32. Rồi. Dạ, cho em đẩy luôn cho chồng chút rồi. Dạ, kéo này vô. Anh đẩy vô cho chị chụp hình. Em muốn đẩy quá. Rồi, vậy xe vô nè. Đẹp rồi. Thế đang chắc những chậu hoa này di chuyển ra ngoài để là chuẩn bị triển lãm ở ngoài festival. Lùng á, lấy cái lùng á để tôi thôi sao? Cắn rồi. Cắn. Không. Lóc lên, lóc bao lên. Bao kìa, bao rồi lóc lên. Cắn cái đầu nó gãy á. Ủa đem ra ngoài ha, vào. Đi nguyên một đằng luôn, giao hộ mà. Vô cho đầy xe đó. Rất nhiều du khách đến đây ta thích chụp hình, đa số là chỗ cúp soi Hàn Quốc không?
Con gì? Con mời em trả lại em. Vô đây con em này nó ư. Rồi tới đẩy xe đi. Chơi chơi bò nữa ha. Được trong này ai thì nhận Bông đang di chuyển ra ngoài để mà chuẩn bị cho ngày lễ festival nên tất cả những chậu hoa ở đây được bây giờ đang di chuyển ra ngoài. Xe này nhiêu anh đâu? Xe trên 4, xe dưới 3. Xe này có bao chưa? Trên 4, dưới 3 hả? 8, 32. Ủa? 8, 3, 2, 4. 24. Vậy ở trên 32 hả vậy? 7, 8, trên 32. Rồi. Dạ, cho em đẩy vô cho trong chút rồi vậy. Kéo này vô. Anh nãy vô cho chị chụp hình. Chị em muốn đẩy quá. Rồi dây xe vô nè. Đẹp rồi. Nè. Thế đang chắc những chậu hoa này di chuyển ra ngoài. Được. Để là chuẩn bị triển lãm ở ngoài đường festival. Cậu lùng đó, cậu lùng đó để tôi ơi sao? Cắn đó. Cắn. Không. Lóc lên, lóc bao lên. Bao kìa, bao kìa, lóc lên. Cắn cái đầu đó gãy á. Ủa này đem ra ngoài ha anh vào. Đi nguyên một đằng luôn, giấu hộ mà. Vô cho đầy xe đó. Chúc mừng cả nhà, đây là những chậu cúc mâm xôi của Hàn Quốc. Nó có nhiều màu sắc cả nhà. Đây là 5-6 màu. Màu tím, rồi màu vàng, màu đỏ. Nhiều màu lắm cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với kênh Minh Phương Vlog. Thì vị trí hiện tại mà mình đang đi đây là làng hoa Sa Đéc. Thì chúc mừng cả nhà, đây là cúc mâm xôi cả nhà. Đây là cúc mâm xôi của Hàn Quốc mà
năm nay thành phố Sa Đéc, năm nay tôi ở Đồng Tháp nhập về. Nhìn rất đẹp đó cả nhà. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục ra phía sau nha, phía sau là còn nhiều loại hoa lắm. Đây cũng là cúc mâm xôi nữa cả nhà. Giờ 200 là Tết là 300 á, 400 luôn á. Bây giờ tao đâu bán nữa. Ủa festival tao đặt hết rồi. Đây là những chậu hoa được trồng ở dưới nước dưới đây cả nhà. Rồi khi mà hoa nó nở vô hoặc là có người thương lái buôn người ta đặt thì bắt đầu bỏ xuồng đẩy vào. Đây mình không biết loại hoa gì mà nhìn nó nhỏ nhắn dễ thương. Hoa này nở cũng nhiều đẹp. Cái hoa chú đang cầm là sách là hoa cúc mâm xôi luôn hả chú? Ừ, cúc mâm xôi luôn. Dạ. Ở đây cũng có hoa hồng. Nhưng mà hoa hoàng thọ thì không thấy. Chú, cái chậu hoa bông này là hoa gì chú? Hả? Này hoa này là gì chị? Này rau dừa. À, rau dừa. Hoa dừa này thấy dễ trồng chứ, bông ra nhiều. Vậy đó hả? Ở đây là người tất cả người trồng hoa dưới Sa Đéc, làng hoa Sa Đéc này, cả nhà người ta trồng ở dưới nước kìa. Nó lấy hơi mát lên. Ở trên là người ta làm những cái sạp, cái kệ để những chậu hoa trên. Rồi mỗi lần ấy thì có chiếc xuồng đà vận chuyển vô, lấy chiếc xuồng bỏ lên. nó vàng vàng nhưng mà nó lại có đỏ đỏ ha. Mình trồng ở dưới nước cho nó là sao nó mát ha, hay là sao hả? À, em thấy toàn là đây ta làm sạp trồng dưới nước hay không ha? Mà nước này mình tưới này luôn hả ta? Múc nước này tưới lên hả chú? À dạ.
Đây là những chậu cúc mâm xôi giờ nở rồi cả nhà, di chuyển vào trong để mà một hai ngày nữa là đem vào cho bên triển lãm của festival ở làng hoa Sa Đéc. Đây, ở đây rất nhiều, nhiều hoa luôn cả nhà. Đây là hoa dừa. Bông đang di chuyển ra ngoài để mà chuẩn bị cho ngày lễ festival, nên tất cả những chậu hoa ở đây được bây giờ đang di chuyển ra ngoài, vận chuyển những chậu cúc mâm xôi này đem ra ngoài chỗ triển lãm festival cả nhà. Ngày mai thì chỗ này là không còn những chậu cúc mâm xôi để mà đến tham quan, phải đợi tới ngày lễ, ngày khai trương lễ hội ở ngoài. Chỗ này đó là tình đất tình hoa, sự triển lãm hoa lễ hội festival. Thì những chậu cúc mâm xôi giờ đem ra ngoài là để đây mà triển lãm rồi đó. Đây. Rồi. Anh đi xe này đi. Đi nó quất đi nó.